Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong nỗ lực tìm kiếm lợi thế ở giai đoạn nước rút trong cuộc chạy đua vào nhà trắng, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump đều dành ngày 13 tháng 10 để tích cực vận động tranh cử tại các bang chiến địa nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ bà Harris đã có mặt tại bang North Carolina, nơi chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão Helen càn quét cách đây hai tuần, để tìm cách phản bác lại các chỉ trích của ông Trump về cách thức hỗ trợ các nạn nhân của bão mà chính phủ liên bang đang triển khai. Phát biểu tại một nhà thờ ở Greenville, bà Harris nêu rõ, trong những thời khắc kinh khủng, tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy được những người hùng trong xã hội, Bà đồng thời chỉ trích hành vi phát tán thông tin sai lệch và nỗ lực của chính phủ liên bang trong việc giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do bão. Cũng trong ngày 13 tháng 10, nhiều nhân vật có ảnh hưởng của Đảng Dân chủ cũng thể hiện sự đồng hành với bà Harris. Đương kim tổng thống Joe Biden đã có mặt ở bang Florida để đánh giá những thiệt hại do cơn bão Milton gây ra gần đây và khẳng định cam kết của chính quyền liên bang đối với các nỗ lực cứu hộ và phục hồi sau thảm họa trong khi đó cựu tổng thống bill clinton cũng đã có mặt tại bang georgia để tranh thủ lôi kéo thêm sự ủng hộ của cử tri người mỹ gốc phi cho ứng cử viên harris trong khi đó, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Trump tổ chức buổi vận động ở bang Arizona vào ngày 13 tháng 10, trả lời phỏng vấn với hãng Fox News, ông Trump đã đưa ra ý tưởng điều động quân đội để ngăn những kẻ cực đoan gây rối trong dịp bầu cử. Vị cựu tổng thống bày tỏ quan ngại về những đối tượng cực đoan bên trong nước Mỹ, đồng thời đề xuất huy động lực lượng vệ binh quốc gia trong trường hợp thực sự cần thiết. Chỉ còn 23 ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11. Cả ông Trump và bà Harris đều đang cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt tại 7 bang giao động có khả năng quyết định kết quả của cuộc bầu cử năm nay. Một cuộc thăm dò dư luận quốc gia được NBC News công bố ngày 13 tháng 10 cho thấy hai ứng cử viên đang có tỷ lệ ngang bằng nhau 48-48%. Trong khi đó, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Harris vẫn chưa ngăn được cử tri gốc Latin rời bỏ đảng Dân Chủ để chuyển sang ủng hộ ông Trump, bất chấp thông điệp chống nhập cư mạnh mẽ của vị cựu Tổng thống. Dữ liệu từ cuộc thăm dò mới nhất do New York Times, Siena College thực hiện cho thấy bà Harris đang có thành tích khiêm tốn hơn so với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trước đây trong thu hút sự ủng hộ của số cử tri gốc Latin. Hiện khoảng cách tranh lệch của bà Harris so với ông Trump về tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri này là 19 điểm phần trăm. Trong khi lợi thế của ông Biden hồi năm 2020 là 26 điểm phần trăm và trước đó của bà Hillary Clinton là 39 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2016. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy bà Harris tuy đang có ưu thế về sự ủng hộ của cử tri nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu, song lại đang gặp khó khăn trong việc thu hút cử tri da màu là nam giới, một số trong đó đang có xu hướng nghiêng về phía ông Trump. Dự kiến trong ngày 14 tháng 10, hai ứng cử viên sẽ tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại bang có ý nghĩa rất quan trọng là Pennsylvania. Với quyền lực kinh tế và chính trị kết hợp, liên minh này không chỉ tác động đến kết quả bầu cử mà còn có thể thay đổi cách thức chính phủ hoạt động nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Theo tờ Kiev Post Ukraine ngày 12 tháng 10, việc ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump và tỷ phú Elon Musk bắt tay nhau trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 đã gây nhiều phản ứng mạnh mẽ trong giới truyền thông quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu. Đây là một sự kết hợp không chỉ giữa tài chính và quyền lực, mà còn mở ra những viễn cảnh đầy thách thức về tương lai chính trị Mỹ. Khi hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị bắt tay, câu hỏi đặt ra là sự liên minh này sẽ mang lại điều gì và liệu nó có tác động tích cực hay tiêu cực đến cuộc bầu cử cũng như hệ thống chính trị của Mỹ. Tại một buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania, tỷ phú Elon Musk đã xuất hiện trên sân khấu cùng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ủng hộ cho Đảng Cộng hòa với mục tiêu bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở việc ông Musk ủng hộ ứng cử viên Trump mà ông Trump còn nhiều lần ám chỉ rằng tỷ phú Musk có thể đảm nhận một chức vụ cấp cao trong chính quyền nếu ông trở lại Nhà Trắng. Điều này khiến tờ Politiken của Đan Mạch lo ngại về khả năng hình thành một chế độ tài phiệt khi mà quyền lực chính trị và kinh tế có thể trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với nền dân chủ. Sự kết hợp chưa từng có giữa tài chính, lợi ích kinh doanh và ảnh hưởng chính trị là những gì mà tờ báo này cảnh báo. Nếu ông Trump đắc cử và tỷ phú Musk nắm giữ vai trò quan trọng trong chính quyền, thì đó có thể là sự kết hợp quyền lực lớn nhất trong lịch sử Mỹ, làm biến đổi cách thức hoạt động của chính phủ và gây lo ngại về tính minh bạch trong hệ thống chính trị. Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là cách thức mà ông Musk sử dụng để thu hút cử tri. Tờ Corriere della Sera của Italy đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi tỷ phú Mars đề nghị phần thưởng 47 đô la cho những cử tri đã đăng ký và giới thiệu thêm người ủng hộ. Mặc dù đây không phải là hình thức mua phiếu trực tiếp, hành động này cũng làm dấy lên những lo ngại về sự minh bạch trong việc vận động tranh cử. Việc thưởng tiền cho những người đăng ký hoặc giới thiệu thêm cử tri có thể dễ dàng bị xem là một cách gián tiếp để tác động đến kết quả bầu cử. Theo luật pháp Mỹ, việc trả tiền cho cử tri hay những người đăng ký bỏ phiếu là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Mars đã khéo léo tránh vi phạm trực tiếp bằng cách chỉ cung cấp phần thưởng cho những người ủng hộ các quyền hiến pháp quan trọng như tu trình án thứ nhất, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do kiến nghị. Điều này tạo nên một vùng xám trong luật pháp Mỹ. Nhưng vẫn gây ra nhiều tranh cãi về tính minh bạch và tính chính danh của cuộc bầu cử. Liên minh giữa cựu tổng thống Trump và tỷ phú Musk không chỉ gây lo ngại cho các cử tri trung lập mà còn có thể trở thành yếu tố kích thích những người ủng hộ phe dân chủ. Nhà báo người Tây Ban Nha Anston Losada nhận định trên ediario es rằng sự hiện diện của Elon Musk trong chiến dịch tranh cử của ông Trump có thể tạo ra hiệu ứng boomerang, tức là tác động ngược lại. Sự xuất hiện của một nhân vật lớn như Musk có thể khiến cử tri trung dung, đặc biệt là những người còn lưỡng lự, nhận ra rủi ro mà liên minh này mang lại và từ đó, họ sẽ quyết định bỏ phiếu cho phe dân chủ. Nhà báo Losada giải thích thêm rằng, việc ông Musk tham gia vào chiến dịch tranh cử của ông Trump có thể làm tăng động lực cho những cử tri ủng hộ phe dân chủ, đặc biệt là những người lo ngại về tác động tiêu cực mà liên minh này có thể gây ra cho nền dân chủ Mỹ dù gặp phải nhiều phản ứng trái chiều không thể phủ nhận rằng sự kết hợp giữa cựu tổng thống trump và tỷ phú musk đã tạo ra những lợi thế nhất định cho đảng cộng hòa thờ chút của bulgaria nhận định rằng ông trump có cơ hội lớn hơn trong cuộc bầu cử này so với lần trước và một trong những lý do mà elon musk hiện là chủ sở hữu của mạng xã hội x nền tảng mà ông trump đã sử dụng để kết nối với cử tri trong các chiến dịch trước đó ngoài ra sự ủng hộ công khai của ông musk đối với phong trào maga làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại của ông trump có thể giúp thu hút thêm những cử tri trung thành với đảng cộng hòa đặc biệt là tại các bang giao động tuy nhiên như tờ struth lưu ý cho dù ông trump có lợi thế ông vẫn chưa chắc giành chiến thắng và những yếu tố khác như khả năng huy động cử tri hay các chiến lược của phe dân chủ vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử này theo một cuộc thăm dò mới nhất công bố ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với cách biệt 4 điểm trong số các cử tri tiềm năng. Dẫn kết quả thăm dò của Economist YouGov cho thấy, bà Harris nhận được 49% sự ủng hộ so với 45% của Trump, trong khi 4% cử tri chưa chắc chắn, về các vấn đề chính mà cử tri quan tâm, 22% cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất, 14% nhấn mạnh việc làm và kinh tế, 13% quan tâm đến vấn đề nhập cư và 11% quan tâm đến chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, cựu tổng thống Barack Obama đang tích cực tham gia chiến dịch tranh cử để hỗ trợ phó tổng thống Harris, thống đốc Tim Gunn và các ứng cử viên Đảng Dân chủ trên toàn quốc giành chiến thắng. Cụ thể, ông Obama đã trực tiếp tham gia vận động tranh cử khi Đảng Dân chủ tìm cách củng cố cơ sở của họ trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới, bắt đầu bằng một sự kiện ở Pittsburgh, bang Pennsylvania tối mùng 10 tháng 10. Cuộc đua Tổng thống đang diễn ra sát sao tại đây, cũng như một cuộc đua vào Thượng viện giữa Thượng nghị sĩ Pope Kelsey thuộc Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Jeff McCormick của Đảng Cộng Hòa. Theo các khảo sát tổng hợp bởi Decision Desk, SQ, Phó Tổng thống Harris chỉ nhìn hơn cựu Tổng thống Trump với tỷ lệ 49% và 48%, trong khi đó ông Kashi có lợi thế lớn hơn với tỷ lệ 49% so với 45% trước McCormick. Việc cựu Tổng thống Obama bắt đầu chiến dịch ở Pennsylvania, nơi chôn nhau cắt rốn của Tổng thống Joe Biden, nhấn mạnh nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm bảo vệ các bang chiến địa chủ chốt như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Obama cũng đang đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Dân Chủ với việc xuất hiện trong các quảng cáo cho các ứng cử viên tranh cử vào Thượng viện Liên bang như hạ nghị sĩ Elisa Slotkin, bang Michigan và cựu hạ nghị sĩ Debbie Mukasher-Powell, Florida. Ông cũng đã đứng ra tổ chức các sự kiện gây quỹ cho các nhóm quan trọng như Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ và dự kiến sẽ tham gia thêm các hoạt động quảng cáo. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.